Chào cả nhà, nay ra cái bãi này coi. Cũng là bãi cũ thôi. Mưa hôm quá mưa, không biết cá đi ăn không nữa. Thấy ở ngoài cái dũng vô đó kìa, cá nó ục quá ục kìa. Đó, mình chắc cái móc cái lỗ đằng đó quá, sửa lại cái lỗ đó mình câu đó. Coi mình thả mồi thả thính vũ coi nó vô không. Mà cái bãi này giờ này nước cũng rồng rồi. Thấy 11 giờ nước mới lớn. Thấy coi câu nước đây hồi đi sao rồi, mình đợi nước lớn rồi mình câu nữa. Đó, vãi nè. Thôi để mình dọn cái lỗ coi. Dọn gọi lỗ đây, hai mồi của mình đây. Mồi này mình cũng có bán nữa nha. Giá sinh viên, không bao ship. Tiếp nào mình cũng có nói hết á. Đó, mình chọn đây, miếng ở đây. Để mình múc nước đây, mình thả thính thôi. Chọn mớ mình thả thính. Múc nước xong. Chọn như nước xong, thả thính, dụ cá lại. Chỗ này nước không chảy nè, mình chọn cho nó đừng có dẻo quá, gãi gãi ra thể cho bung ra cho con cá lại đó. Thể xuống lỗ đó rồi cài. Rồi còn nhiêu đây mình chọn dư dẻo lấy rồi mình đợi hồi cá lại cái mình xuống cần. Thể nhiều quá nó ăn no à. Rồi giật phi khi nãy bé kệ mình bắt cái đi cho nó lấy nhớt một cái đi dần rộng lấy hên. Ôi con gì rồi, cá cha này, cá cha này nó xui, nó không ăn bằng cái miệng. Nó lại nó ghẻ ủi cái giật cái dính cái mang ngay bụng đây nè. Cá này cũng cá ký à. Ngon lành không? Ồ, quá đã. Chạy đi. Chim con. Chim con thả. Giật hả mày? Vô phi. Lôi này vù ha. Đây, vô phi.
chạy hả mày. Ôi, ôi. Sàng quá, sàng lại, nhịp 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 ha. Đó, nó nhảy đây sàng lại nè. Ôi ơi, Kiều Phi ăn bằng cái bụng nữa rồi. Cái bụng nữa rồi. Rồi, ơi ăn dính này sao sức được. À, mình cái bụng rồi để gỡ rồi. Ngấp ngấp. Có gì ảnh. Thả xuống là nhức. Dứt chim, chim con ăn tạp. Mình lớn. Thả này. Phi nhỏ. Phi nhỏ thì thả. Giật giật. Ôi, ôi có linh. Đánh tiền có linh à. Linh to. Cứ dính cái bụng luôn. Có linh chó nạn luôn. Qua sát trứng. Xuất cuộn xị trứng. Giật.
đỗ phê. Chim con. Chim con thì gỡ thả thôi. Ôi ôi. Chỉ mưa mà gặp cái thứ này không rồi. Thả luôn. Đây thành quả của mấy con. Gà mới ra câu chút xíu, mưa quá mưa lo đục xong. Nãy được con cá tra bự. Cái ông chú đi ngang ông hỏi là thấy vậy thôi. Cho ông luôn. Rồi nay còn có mấy con này đây. Mưa quá câu hết được rồi. Thôi mình kết thúc video đây luôn.